Chúng ta xem xét một vấn đề liên quan đến hàm rẽ nhánh. Thì các vấn đề liên quan tới hàm số thì chúng ta đã từng học hồi từ cấp 2, cấp 3 và lên đại học chúng ta vẫn học ha. Đó là những kiến thức cơ bản mà bất kỳ người học toán nào cũng có cũng phải nắm được. Tuy nhiên mình thấy một số giảng viên ra đề những câu liên quan tới hàm số nhưng nó lại sai ha. Cái điều đó cũng khó chấp nhận được. Ví dụ đang cái đề toán nè, đây người ta cho một cái hàm số, ta hỏi tính liên quan tính liên tục, tính khả vi của hàm số tại không. Có thể nhiều sinh viên cũng không để ý đến cái đề này có đúng hay không mà chỉ nhào vô bắt đầu tiến hành giải cái ý A và ý B. Nhưng trên thực tế thì đây không phải một hàm số ha, có thể gọi là hàm sai thay vì hàm số. Là xem xét cái hàm số như thế này nó sai chỗ nào, và các bạn có thể dễ dàng tìm thấy được rất nhiều cái bài toán liên quan tới hàm số trong các cái môn như vậy, tích một hay là vi tích phân, thì nó cũng gặp những cái lỗi sai tương tự như vậy. Ở đây người ta nói rằng là miễn là x khác không thì f(x) được xác định bằng công thức này. Thì cách viết này sẽ dẫn đến cho chúng ta biết được rằng cái tập xác định của hàm số này chính là tập số thật, nhưng thực tế thì không phải vậy. Chúng ta có được là fx này bằng căn bậc 2 của 2x cộng 1 trừ cos x trên cho x với mỗi x khác không. Đây là cái khẳng định nó được hàm chứa trong cái hàm số này. Tuy nhiên chúng ta có thể kiểm tra được rằng cái điều này không thực sự đúng. Nhớ rằng là chúng ta đang xét cái những cái hàm số nó theo cái nghĩa là nó xác định trên một cái tập D con của tập số thật và đi vào tập số thật. Rồi, chúng ta lấy một con x miễn là cái sao cho cái trong căn này, cái biểu thức trong căn này âm là được. Chẳng hạn x bằng trừ 1 đi. Khi x bằng trừ 1 thì hiển nhiên f trừ 1 nó không xác định. Thì lúc đó căn bậc 2 của 2 nhân trừ 1 cộng 1 thì nó không thể nào là một số thật ha, là bằng căn bậc 2 của trừ 1. Như vậy là trừ 1 nó không thuộc tập xác định hàm số F, mà tập xác định là chính là tập số thật. Đây là điều vô lý. Miễn là x khác không thì có được cái bằng như thế này, nhưng thực tế thì không đúng. Được ha, đây là một cái lỗi sai mà các bạn có thể tìm thấy ở nhiều cái bài toán liên quan hàm số mà trong cái sắp các bài tập về sự liên tục, giới hạn, sự khả vi. Rồi chúng ta sẽ làm như thế nào để chúng ta đưa ra một cái hàm rẽ nhánh mà nó không mắc phải sai lầm như thế này. Các bạn có thể xem ở đây. Chúng ta cho trước một số nguyên dương, một số nguyên lớn bằng 2 và các cái tập hợp D1, D2, vân vân, DN là các tập đôi một rời nhau, các tập con của tập số thật, và các hàm số G1, G2, vân vân, GN là cái hàm số mẫu, cái hàm số GI này nè, nó xác định trên cái tập DI. Nhớ nó xác định trên tập DI có nghĩa là cái tập xác định của cái hàm GI nè nó chứa cái tập DI. Cái câu này có thể viết cách đầy đủ là G1 xác định trên D1, G2 xác định trên D2, GN xác định trên DN ha. Ta có thể bổ sung vô cho nó đầy đủ. Này đúng với mọi y chạy từ 1 đến N. Cái điều quan trọng là các tập GI này nhằm các hàm số GI này phải xác định trên DI ha. Từ đó ta đặt cái tập D chính là hợp các cái DI, cái tập DI y chạy từ 1 đến N. Nếu các bạn thấy khó khăn thì có thể lấy n bằng 2, n bằng 3 để dễ hình dung ha. Ví dụ n bằng 2, chúng ta cho hai cái tập D1, D2 là sao cho giao của hai cái tập đó bằng rỗng. Còn nếu như mà có nhiều hơn hai tập thì ở đây là các cái tập này là đôi một rời nhau ha. Ta lấy tập DI giao với tập DJ thì với y khác J thì giao đó bằng tập rỗng. Rồi khi đó chúng ta xác định một cái hàm G đi từ D vào tập số thật. Nếu như con x
Thuộc vào tập D thì hiển nhiên nó thuộc vào đúng một trong những cái tập D1 tới DN, chính xác một tập ha. Thì lúc đó X thuộc tập DY, thì lúc đó chúng ta sẽ định nghĩa hàm G, giá trị của hàm G tại X thông qua cái hàm GY ha. Ví dụ như X thuộc D2 thì chúng ta sẽ định nghĩa giá trị của hàm G tại X thông qua G tại 2X. Nó sẽ không có chuyện xảy ra cái tình huống như mình đề cập ở bên đây, là bởi vì ngay từ đầu mình đã đảm bảo được cái tập xác định của hàm GY nè, nó chứa cái tập DY, nên không có xảy ra cái tình huống mà khi X thuộc vào DY mà GY tại X á, nó không xác định, chuyện đó không xảy ra. Mình đã khi định nghĩa cái hàm rẽ nhánh, hay ở đây gọi là hàm phân nhánh, thì mình đã đảm bảo được cái tính xác định của nó rồi, và xác định duy nhất luôn. Ở đây mình đòi hỏi các cái tập DY này rời đôi một rời nhau ha. Như vậy bằng cách xây dựng các hàm số như thế này thì chúng ta sẽ không vướng phải cái lỗi sai bên đây. Mình đã xử lý xong vấn đề ha, chỉ ra lỗi sai và cái hướng để ý chúng ta không mắc phải cái sai lầm như vậy. Và hiển nhiên cái bài bên đây thì chúng ta không cần giải bởi vì đề sai rồi. Muốn giải thì trước hết phải sửa lại đề cho nó chính xác rồi mới bắt đầu xem xét ý A và ý B. Rồi, chúng ta dừng lại ở đây ha.